Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn. Ở bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ cùng các con tìm hiểu về cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Đầu tiên, cô muốn các con hãy nhắc lại bảng đơn vị đo độ dài đã được học. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đã được học các đơn vị đo độ dài sau. Đầu tiên là km, tới hectomet, decamet, mét, decimet, centimet và milimet. Đây là 7 đơn vị đo độ dài mà các con đã được học. Chúng ta sẽ có bảng đơn vị đo độ dài như thế này. Bây giờ cô muốn các con nhắc lại về mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề trong bảng này. Đúng rồi, chúng ta đã biết rằng 1 km thì bằng 10 hectomet. Thế thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là 1 hectomet sẽ bằng 1 phần 10 km. Các con đã biết 1 phần 10 chúng ta hoàn toàn có thể viết thành số thập phân 0,1. Như vậy cô có là 1 hectomet sẽ bằng 0,1 km. Hoàn toàn tương tự như thế, 1 hectomet thì bằng 10 decamet. Như vậy ta cũng suy ra là 1 decamet sẽ bằng 0,1 hectomet. Hoàn toàn tương tự như vậy, các con sẽ có thể chuyển đổi giữa các đơn vị đo độ dài liền kề. Chúng ta có 1 decimet bằng 10 cm hay 1 cm sẽ bằng 0,1 decimet, hoặc 1 cm bằng 10 mm và 1 mm thì sẽ bằng 0,1 cm. Dựa vào đây, các con hãy rút ra cho cô nhận xét tổng quát về mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề trong bảng đơn vị đo độ dài. Hoàn toàn chính xác, cô sẽ có mỗi đơn vị đo độ dài sẽ gấp 10 lần đơn vị liền sau nó. Còn mỗi đơn vị đo độ dài sẽ bằng 1 phần 10 hay là bằng 0,1 đơn vị liền trước nó. Đó chính là mối quan hệ giữa các đơn vị liền nhau trong bảng đơn vị đo độ dài. Các con cần nhớ mối quan hệ này để có thể chuyển đổi giữa các đơn vị. Đó là mối quan hệ giữa các đơn vị liền kề nhau. Bây giờ cô sẽ đưa ra mối liên hệ giữa các đơn vị thường gặp. Chúng ta có 1 km sẽ bằng 1.000 mét. Như vậy, 1 mét sẽ bằng 1 phần 1.000 km. 1 phần 1.000 này các con sẽ biểu diễn dưới dạng số thập phân là 0,001. Như vậy, 1 mét sẽ bằng 0,001 km. 1 mét thì bằng 100 cm. Như vậy ta suy ra 1 cm sẽ bằng 1 phần 100 mét và bằng 0,01 mét. Hay 1 mét sẽ bằng 1.000 mm. Như vậy 1 mm sẽ bằng 0,001 mét. Đó chính là mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài thường gặp. Bây giờ cô xét ví dụ sau. Chúng ta sẽ cùng tìm cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Ví dụ đầu tiên, hãy điền số thập phân thích hợp vào chỗ trống. Chúng ta có 6m, 4 decimet sẽ bằng bao nhiêu mét? Để làm được ví dụ này thì các con hãy cùng quan sát. Chúng ta có 6m, 4 decimet thì sẽ được viết dưới dạng hỗn số là 6, 4 phần 10m. Vì sao? Vì 4 decimet này chính bằng 4 phần 10m. Số 6, 4 phần 10m này chúng ta hoàn toàn có thể viết được dưới dạng số thập phân là 6,4m. Như vậy ta suy ra là 6m 4 decimet sẽ bằng 6,4m. Như vậy số thập phân cần điền ở đây là 6,4. Tương tự thế này, các con hãy cùng làm bài tập dưới đây. Chính xác, cô chuyển qua ví dụ thứ hai. 5m 3cm bằng bao nhiêu mét? Tương tự với cách làm bên trên, chúng ta thấy rằng 5m 3cm thì chỉ bằng 5 3 phần 100m. 5 3 phần 100 các con viết dưới dạng số thập phân sẽ được số 5,03m. Như vậy chúng ta suy ra là 5m 3cm sẽ bằng 5,03m. Các con tiếp tục làm bài tập dưới đây để củng cố cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Đúng rồi, cô lại tiếp tục đến với ví dụ tiếp theo. 8m 15cm bằng bao nhiêu mét? Tương tự với cách làm của hai ví dụ bên trên, các con hãy cùng trình bày cách làm và kết luận của bài toán này. Hoàn toàn chính xác,
Chúng ta có 8m15cm thì chính bằng 8 × 15 × 100m. Như vậy, chúng ta viết được hỗn số này dưới dạng số thập phân là 8,15. Từ đây, chúng ta có 8m15cm sẽ bằng 8,15m. Bây giờ, cô đến với ví dụ thứ tư. 178cm sẽ bằng bao nhiêu mét? Với bài toán này, chúng ta thấy là 178cm các con hoàn toàn có thể đưa về đơn vị mét như thế này. 178cm sẽ bằng 100cm cộng với 78cm. 100cm thì bằng 1m rồi, như vậy chúng ta viết được thành 1m cộng với 78cm. Tổng này chúng ta lại viết được nó sẽ bằng 1/78 × 100m, và như vậy chúng ta viết dưới dạng số thập phân là 1,78m. Và như thế chúng ta có kết luận 178cm sẽ bằng 1,78m. Tương tự như vậy, các con hãy cùng làm bài tập dưới đây. Cô đến với ví dụ cuối cùng. 2,345km bằng bao nhiêu mét? Đây là việc chúng ta đã chuyển từ số đo lớn qua số đo nhỏ. Cách làm như sau. Cô sẽ viết 2,345km bằng 2km cộng với 0,345km. 0,345 cô hoàn toàn có thể chuyển thành 345/1000. Sau đó cô chuyển tất cả các số đo này về đơn vị là mét, thì khi đó chúng ta sẽ có kết quả là 2345m. Và như vậy 2,345km sẽ bằng 2345m. Các con tiếp tục làm bài tập sau đây. Hoàn toàn chính xác. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô đã cùng các con tìm hiểu về cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Để rèn luyện thêm kỹ năng chuyển đổi giữa các đơn vị đo độ dài, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn. Ở bài giảng tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng. Hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.